kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Sức khỏe cộng đồng của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chuyên mục hôm nay sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Lào Cai có trên 26.000 bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường được quản lý. Bảo vệ nhóm người có nguy cơ cao trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Chăm sóc cho trẻ, suy dinh dưỡng cấp tính và tìm hiểu với thuốc lá điện tử, rủi ro và hậu quả khôn lường với trẻ vị thành niên. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị và các bạn, đái tháo đường là một bệnh chuyển hóa biểu hiện bằng tình trạng tăng lượng đường trong máu một thời gian dài. Các triệu chứng của đường huyết cao bao gồm ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều và sụt cân nhiều. Bệnh đái tháo đường nếu không được chữa trị có thể gây ra nhiều biến chứng, trong đó các biến chứng cấp tính có thể kể đến như hạ đường huyết, hôn mê, nhiễm toan ceton, thậm chí tử vong. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh đái tháo đường là rối loạn chuyển hóa đặc trưng bởi tình trạng tăng đường huyết. Theo thống kê, bệnh đái tháo đường chiếm tỷ lệ tới 60-70% các bệnh về nội tiết nói chung, gây nhiều biến chứng. Các triệu chứng của đường huyết cao bao gồm ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều và sụt cân. Bệnh đái tháo đường nếu không được chữa trị có thể gây ra nhiều biến chứng, trong đó có biến chứng cấp tính như hạ đường huyết, hôn mê, thậm chí tử vong. Biến chứng mạn tính bao gồm bệnh tim mạch, đột quỵ, suy thận mạn tính, loét chân, bệnh lý võng mạc. Tại Lào Cai, theo thống kê từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, đến hết tháng 3 năm 2023, trên địa bàn tỉnh đang có 22.399 bệnh nhân tăng huyết áp và 3.756 bệnh nhân đái tháo đường được quản lý điều trị tại các cơ sở y tế. Tuy nhiên, vẫn còn một lượng lớn người bệnh tại cộng đồng chưa được phát hiện, điều trị. Với việc tăng cường năng lực phát hiện sớm, điều trị sớm cho đội ngũ y tế cơ sở, sẽ giúp cho người bệnh được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, hạn chế được các biến chứng nguy hiểm và nguy cơ tử vong. Hiện nay có rất nhiều yếu tố nguy hiểm làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm như hút thuốc lá, dinh dưỡng không hợp lý, ít vận động và lạm dụng rượu bia, chế độ ăn không hợp lý. Với thông điệp đo huyết áp đúng, kiểm soát huyết áp tốt, sống khỏe để phòng ngừa điều trị đái tháo đường cần tiếp tục được nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị tại các cơ sở y tế, đồng thời chú trọng phát triển y tế dự phòng, y tế cơ sở, mạng lưới bác sĩ gia đình để truyền thông vận động cộng đồng thay đổi hành vi, phòng chống các yếu tố nguy cơ, cung cấp các dịch vụ dự phòng, tư vấn đầy đủ về bệnh cho người dân. Đồng thời, đảm bảo người có nguy cơ cao, người mắc bệnh đái tháo đường được phát hiện sớm, quản lý điều trị liên tục và lâu dài tại cộng đồng. Quý vị và các bạn thân mến, dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, các đơn vị y tế cơ sở Lào Cai luôn chủ động nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm giám sát và kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, đặc biệt là nhóm nguy cơ cao dễ mắc bệnh. Bà Phạm Thị Tư, xã Cốc Mì, huyện Bát Sát, năm nay 70 tuổi. Bà mắc COVID-19 gần một tuần nay. Do bà nằm trong đối tượng có nguy cơ cao mắc COVID-19, nên Trung tâm Y tế xã Cốc Mì hàng ngày đến nhà theo dõi sức khỏe cho bà. Bà đau đầu, sốt. Thế là bà cũng kịp thời ra trạm xá để bà test. Thế là bà test là bà bị luôn. Bị luôn thì bên y tế cũng cho bà để cách ly hai ông bà mỗi người phòng. Thế còn hàng ngày cơm nước thì ông cứ nấu, ông để cửa kia bà ra vào bê vào bà ăn. Thế là ăn uống và vệ sinh trước của bà là coi như là cũng cách ly luôn, phòng khép kín luôn. Bà không va chạm với ông ấy, với các cháu. Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh COVID thì là để phòng tránh thấp nhất đến cái lây nhiễm ở cộng đồng ấy. Thì trước tiên là trạm y tế chúng tôi là phải tham mưu cho cấp ủy đảng chính quyền về công tác chỉ đạo của các ban ngành đoàn thể ở xã cũng như là các tổ tự quản ở các thôn bản. Sau đó thì chúng tôi sẽ tăng cường cái công tác tuyên truyền cho người dân nhận thức được cái sự nguy hiểm và cái sự lây lan của dịch bệnh COVID. Và khi người dân người ta đã nhận thức được thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn người dân là phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và tụ tập chỗ đông người. Thế là khi bệnh nhân đã bị rồi thì chúng tôi sẽ hướng dẫn những bệnh nhân mắc COVID cách ly tại nhà. Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn, để chủ động phòng chống dịch COVID-19, bệnh viện đã triển khai tốt công tác thu dung, điều trị, xét nghiệm, đánh giá mức độ nặng, nguy kịch của người bệnh. Cùng với đó, bệnh viện đã chủ động khắc phục khó khăn, triển khai nhiều biện pháp thiết thực, bám sát phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt là những đối tượng có nguy cơ cao khi đến khám điều trị tại bệnh viện. Khi các đối tượng mà có cao tuổi mà đến khám bệnh, có bệnh nền thì nguy cơ lây nhiễm cao thì chúng tôi cũng sẽ chủ động phòng chống, hướng dẫn bệnh nhân
cách phòng chống bệnh, đeo khẩu trang, rồi là vệ sinh cá nhân, rồi là phân luồng đi khám ở tại khu vực nào, tránh và cái khoảng cách đúng theo quy định chống phòng chống dịch bệnh để đảm bảo. Và nếu như phải vào điều trị thì chúng tôi cũng có thể là theo dõi thường xuyên, và có những biểu hiện bất thường chúng tôi phải kiểm tra và cho test, thử test, rồi là để điều trị và cách ly cho nó kịp thời. Trong tình hình dịch COVID-19 có xu hướng gia tăng, cùng với đó miễn dịch của vaccine COVID-19 không thật bền vững. Sau 4 đến 6 tháng, miễn dịch giảm đi rất nhiều và cần tiêm nhắc lại. Lịch tiêm nhắc lại được khuyến cáo tiêm sau mũi cuối cùng đã tiêm khoảng 6 tháng. Như vậy, những người đã tiêm mũi vaccine cuối cùng cách đây 6 tháng có thể tiêm bổ sung. Vaccine có hiệu quả giảm triệu chứng nặng, giảm nhập viện và giảm tỷ lệ tử vong. Vì vậy, chuyên gia tiếp tục khuyến cáo những đối tượng nguy cơ cao dễ bị tổn thương là người già, người bệnh nền, phụ nữ có thai, người bị suy giảm miễn dịch cần tuân thủ tiêm vaccine theo khuyến cáo đủ liều, đúng lịch, bởi đây là nhóm đối tượng khi nhiễm dễ chuyển nặng, làm tăng số bệnh nhân cần điều trị tại cơ sở y tế, có thể dẫn đến quá tải hệ thống y tế và tăng tỷ lệ tử vong. Cùng với đó, chuyên gia khuyến cáo mọi người cần đeo khẩu trang để phòng bệnh cho mình và cộng đồng, nhất là đối tượng dễ bị tổn thương như đã nêu trên. Điều này không chỉ giúp phòng COVID-19, mà còn cả các bệnh viêm đường hô hấp khác như là cúm A, cúm B. Thưa quý vị và các bạn, hiện Lào Cai vẫn đang phải đối mặt với nhiều vấn đề về dinh dưỡng, như tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi vẫn còn ở mức cao. Do chế độ dinh dưỡng chưa hợp lý, thói quen ăn uống thiếu lành mạnh, ít hoạt động thể lực là những nguyên nhân gây gia tăng các bệnh mãn tính không lây liên quan đến dinh dưỡng. Chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu kiến thức về phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ cùng bác sĩ Phan Thị Nguyệt, trưởng khoa dinh dưỡng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lào Cai. Suy dinh dưỡng là cái tình trạng cơ thể thiếu những cái dưỡng chất dinh dưỡng cần như là lipid, glucid và protein, các vi khoáng chất khác đối với tình trạng phát triển cơ thể của trẻ. Suy dinh dưỡng của trẻ em hay là suy dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi thì chủ yếu nguyên nhân chủ yếu là do trẻ bị thiếu dinh dưỡng, cũng như là bà mẹ thiếu kiến thức, và cũng là một yếu tố nữa là do môi trường. Thứ hai nữa là cái suy dinh dưỡng thì người ta được phân làm 3 loại rõ ràng. Thứ nhất là suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, suy dinh dưỡng thể gầy còm và suy dinh dưỡng thể thấp còi. Thế thì, tuy nhiên thì cái thể nhẹ cân thì so với cân nặng, so với cái độ tuổi của các cháu thì nó sẽ bị giảm hơn. Tình trạng dinh dưỡng đến cân nặng của trẻ cùng tuổi và cùng giới và được thấp hơn so với mức tiêu chuẩn của trẻ cũng hay là nói là suy dinh dưỡng thể nhẹ cân. Thế theo cái bảng tra trên quần thể thì nó là dưới trừ 2 SD, thiếu dinh dưỡng, và tại cái thời điểm đó thì có nghĩa là với những cái trẻ bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân này thì chúng ta có thể can thiệp được và can thiệp cũng tương đối là lâu dài. Thế còn thể thứ hai đó là suy dinh dưỡng thể gầy còm, thì cái thể này gặp cũng không nhiều ở trẻ em dưới 5 tuổi, nó chỉ chiếm được khoảng 5-7% thôi. Thì những cái trẻ này nếu mà được nó là so với cái cân nặng trên với so với chiều cao của các cháu thì nó sẽ không đạt cái tiêu chuẩn cho phép, và ở cái những cái trẻ này thì chúng ta điều trị kịp thời thì hầu như là các cháu đều thoát khỏi suy dinh dưỡng. Và đặc biệt là ở cái thể thứ ba, nó là thể suy dinh dưỡng thể thấp còi, thì so với chiều cao, so với tuổi của các cháu cùng lứa tuổi thì các cháu sẽ bị diện thấp hơn so với quy định. Chúng ta hiểu nôm na là các cháu nó bị lùn, bị thấp, bị còi đấy, thì chúng ta sẽ nghĩ là suy dinh dưỡng thể thấp còi. Và trong cái suy dinh dưỡng thể thấp còi này, nó là được coi là một suy dinh dưỡng thể mãn tính, có nghĩa là suy dinh dưỡng kéo dài rồi, từ thậm chí từ khi trong bào thai thì các cháu đã bị suy dinh dưỡng bào thai, và đến khi được bú mẹ hoàn toàn thì cũng là một nguyên nhân. Nếu không được bú mẹ hoàn toàn thì các cháu sẽ bị diện suy dinh dưỡng, và đặc biệt là sẽ bị suy dinh dưỡng trong quá trình phát triển của các cháu. Thì các cháu bây giờ thì không phải là ăn nhiều ăn ngon là đã thoát khỏi sự, là đã không bị dinh dưỡng, mà các cháu bây giờ cần phải là gì, ăn đúng và ăn đủ thì sẽ gì phòng tránh được suy dinh dưỡng. Và đặc biệt với suy dinh dưỡng thể thấp còi thì các cháu được can thiệp từ khi nằm trong bào thai, em nằm trong bụng mẹ, có nghĩa là từ khi còn là bào thai thì các cháu đã được can thiệp về dinh dưỡng, cũng như là can thiệp về dinh dưỡng về y tế. Qua cái sức khỏe, qua cái bà mẹ, thứ nhất bà mẹ sẽ được đi khám thai,
sẽ được bổ sung viên sắt hoặc là viên đa vi chất, hoặc là tiêm phòng uốn ván, rồi đi khám, đi xét nghiệm máu, rồi thử nước tiểu vân vân. Thế là ngoài ra thì bà mẹ sẽ được chế độ ăn về dinh dưỡng trong cái giai đoạn này rất là quan trọng. Đấy, bà mẹ sẽ được ăn đủ các thành phần dinh dưỡng, được bổ sung sữa hoặc là bà sẽ được nghỉ ngơi hợp lý. Thưa quý vị và các bạn, việc sử dụng các chất kích thích, chất gây nghiện ở học đường hiện nay đang là hiện tượng đáng báo động. Gần đây, trào lưu thuốc lá điện tử hay thuốc lá thế hệ mới đang ngày càng xâm nhập nhiều vào trường học, gây ảnh hưởng xấu tới hành vi, lối sống, sức khỏe của học sinh tuổi vị thành niên, lứa tuổi hiếu kỳ, tò mò và thích khám phá. Trong chuyên mục hôm nay, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Trần Trung Kiên, thư ký chương trình Phòng chống tác hại thuốc lá tại Lào Cai để tìm hiểu rõ hơn về sự nguy hiểm của thuốc lá điện tử đối với trẻ vị thành niên. Gần đây thì là cái thuốc lá điện tử ấy là một cái tình là một cái vấn đề là nhức nhối, đặc biệt là đối với cái đứa lứa tuổi học sinh ấy. Vậy là xin ông cho biết là thuốc lá điện tử là gì? Thuốc lá điện tử là thiết bị chạy bằng pin dùng để làm nóng dung dịch lỏng, thường chứa nicotine, biến cái dung dịch này thành hơi cùng những luồng khói có hương thơm để người hút có thể hít vào phổi. Hầu hết thì các mẫu thuốc lá điện tử hiện nay sử dụng ống chứa dung dịch, loại dùng một lần hoặc có thể bơm dịch vào để dùng tiếp. Tuy nhiên, một số thành phần chất ma túy cũng có thể được cho vào dưới dạng chất lỏng để tăng cảm giác của người dùng, không rõ nguồn gốc và nồng độ, vì thế gây ra những hệ lụy khôn lường cho học sinh. Thuốc lá điện tử được thiết kế đa dạng với hình dáng bắt mắt, có thể giống điếu thuốc lá truyền thống hoặc giống như bút, ổ đĩa USB, thỏi son. Do vậy, học sinh dễ dàng sở hữu thuốc lá điện tử với đủ hình dạng có thể mang vào lớp mà không bị phát hiện. Sự mới lạ của thuốc lá điện tử với hương thơm hấp dẫn như kẹo, trái cây, cùng những lời quảng cáo như là không gây hại, văn hóa hút thuốc lành mạnh, sành điệu, thuốc lá thế hệ mới, v.v. đã đánh trúng vào tâm lý thích thể hiện cái tôi của tuổi mới lớn và nhanh chóng xâm nhập vào trường học. Vậy cái tác hại trầm trọng của thuốc lá điện tử như thế nào ạ? Thuốc lá điện tử chứa nicotine là chất gây nghiện, vì thế trẻ có thể vật vã, khó chịu khi sử dụng. Nicotine còn gây hại cho sự phát triển của não bộ ở trẻ em, gây suy giảm trí nhớ, ảnh hưởng đến trí tuệ do não bộ của trẻ chưa hoàn thiện. Thậm chí có thể gây ra nguy cơ đau thắt ngực, suy tim, đột quỵ, suy giảm miễn dịch, giảm sức đề kháng. Thuốc lá điện tử với các ống dung dịch đốt không có định lượng về nồng độ nicotine và tạp chất, dẫn đến nguy cơ người sử dụng tăng liều lượng nicotine và gây ra ngộ độc cấp tính. Xin ông cho biết là dấu hiệu nhận biết sớm trẻ dùng thuốc lá điện tử là như thế nào ạ? Dấu hiệu nhận biết trẻ dùng thuốc lá điện tử thì chúng ta có thể nhận thấy là trẻ có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Trẻ có thể có các biểu hiện hô hấp như ho, hụt hơi, khó thở vì trong thuốc lá điện tử có một số chất có hại cho phổi. Thứ hai là trẻ thay đổi hành vi. Trẻ hay có các biểu hiện lo âu, cáu gắt, thậm chí trẻ có xu hướng tham gia các hành vi mạo hiểm. Thứ ba là chúng ta có thể tìm thấy những vật lạ trong nhà như thuốc lá điện tử đa dạng về kích thước và hình dáng. Do vậy có thể xuất hiện dưới dạng ống, dưới dạng USB, v.v. Nếu cha mẹ mà tìm thấy những vật thể có hình dáng bất thường ở trong nhà thì có thể đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Thứ tư nữa là trong nhà xuất hiện những cái mùi lạ. Thuốc lá điện tử thường có mùi hoa quả hấp dẫn trẻ, những mùi phổ biến như mùi cam, mùi bạc hà, mùi chanh, v.v. Nếu cha mẹ ngửi thấy những mùi hương bất thường trong nhà thì có thể đó là dấu hiệu của việc trẻ dùng thuốc lá điện tử. Vậy gia đình và nhà trường cần phối hợp như thế nào để ngăn chặn cái tình trạng này thưa ông? Nhà trường và gia đình thì có những cái vai trò trong cái việc phòng chống trẻ sử dụng thuốc lá điện tử. Thì để hạn chế được tối đa cái vấn nạn thuốc lá điện tử hiện nay ở lứa tuổi vị thành niên thì vai trò của gia đình, trong đó bố mẹ đóng vai trò rất quan trọng. Bố mẹ cần chú ý những cái việc như sau. Thứ nhất là dành thời gian quan tâm, lắng nghe trẻ và giám sát trong các hoạt động cuộc sống của trẻ trên cơ sở tôn trọng, tránh dẫn đến các hành vi chống đối do áp đặt. Và thứ hai nữa là phối hợp với nhà trường để tìm hiểu thêm về những cái sinh hoạt, mối quan hệ của trẻ để có thể phát hiện những dấu hiệu bất thường. Thứ ba là khi phát hiện những dấu hiệu bất thường thì các bậc cha mẹ cần liên hệ với bác sĩ hoặc chuyên gia tâm lý để được thăm khám và điều trị sớm. Bên cạnh đó, vai trò giáo dục của nhà trường cũng là yếu tố quan trọng để trẻ vị thành niên không bị sa đà vào những thói hư tật xấu, những tệ nạn xã hội. Giáo dục học sinh nhận thức được các chất gây nghiện và các tác hại do sử dụng chất gây nghiện gây ra.
và tăng cường các hoạt động ngoại khóa để giảm tỏa căng thẳng sau giờ học. Và sự phối hợp chặt chẽ giữa bố mẹ và nhà trường cùng với sự chung tay của xã hội, tình trạng học sinh hút thuốc lá điện tử sẽ sớm được loại bỏ khỏi môi trường học được. Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện ngày hôm nay ạ. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.